Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày hôm nay. Đó là clip giới thiệu về những chiếc vang số thuộc phân khúc tầm trung nhưng nó cho một chất lượng âm thanh quá tuyệt vời, cũng như tiếng mic nó cực kỳ là trau chuốt, sạch sẽ và khả năng chống ú là tuyệt vời, nhưng nó không ảnh hưởng đến cái chất âm của tiếng mic. Điều đó là một cái điều mà anh Nguyễn rất ngỡ ngàng về những chiếc vang này. Thì đây là một chiếc vang được nhập khẩu chính hãng nguyên khối từ công ty Shiso Chibat, và chiếc vang này mang thương hiệu là DB Acoustic và có model là S500 Pro. Thì thương hiệu DB là thương hiệu của người Việt, do người Việt đặt trực tiếp của công ty DB và được phân phối chính thức độc quyền tại Việt Nam. Thế do vậy chế độ bảo hành cũng như hậu mãi của nó là hết sức tuyệt vời. Thì quay lại với clip ngày nay, thì anh Nguyễn xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn với hai nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu tổng quát toàn thể chiếc vang này cũng như những tính năng hiện đại của chiếc vang này. Vấn đề thứ hai là anh Nguyễn sẽ sơ lược qua về phần mềm để các bác có thể nắm được cái độ mạnh cũng như là cái độ sắc nét của chiếc vang này như thế nào. Thì đây là một chiếc vang, thì em nhắc lại là một chiếc vang mới tinh được nhập khẩu chính hãng, chính ngạch do công ty DB Acoustic phân phối và có model là S500 Pro. Có lẽ lâu lắm rồi, đến bây giờ em mới tìm ra được một mẫu vang nó hợp lý về giá nhưng nó cho tất cả những người làm thanh như bọn em những công nghệ tốt nhất, và nó có thể là tích hợp được rất nhiều các thiết bị âm thanh để kết nối với nó. Thì đây em nhập về trong tình trạng này nhé, có thể quay đây cái hộp của nó, nhập về là trong tình trạng là nguyên đai cái hộp này đấy. Thì các phụ kiện đi kèm của chiếc vang này nó bao gồm như sau. Thứ nhất là quyển sách này hướng dẫn toàn bộ thông tin của chiếc vang này, và một đĩa để các bác có thể cài đặt chiếc vang này thông qua việc lấy phần mềm của chiếc đĩa này ra cho máy tính, một cáp chạy phần mềm, một dây nguồn và có một remote control rất là hiện đại nhé. Đợt này thì Shiso người ta mới làm điều khiển, và tất cả các chức năng như chọn cổng vào này, tăng giảm nhại, tăng giảm mic, rồi là tăng giảm nhạc, chọn các chế độ và tăng giảm tông nhạc đều thực hiện trên điều khiển này đấy. Thì ngoài ra ấy, nhà sản xuất nó còn tích hợp cho các bác là những nút ở trên mặt máy không bay, cái điều khiển có hỏng thì các bác vẫn sử dụng một cách bình thường. Bây giờ em sẽ quay cái mặt mũi với nhé, đúng là quá tuyệt vời ạ, xuất sắc. Thì cái chiếc vang này nó có một sự ấn tượng rất tuyệt vời về cái mặt của chiếc vang này, có lẽ là không có điểm trừ ạ. Nó có một cái màu vừa đen và vừa xám ghi, do vậy rất phù hợp cho tất cả các bác phối hợp với nhiều thiết bị khác, nó không quá lộ đúng không, và rất là đẹp. Ở phía trước của nó thì hỗ trợ cho các bác là hai lỗ cắm mic ở phía trước này đấy, và có cả ba phím to này để cho các bác có thể là vặn bằng tay, tăng giảm nhạc này, tăng giảm mic, tăng giảm nhại, và một công tắc tắt bằng nguồn phía trước, một cổng để kết nối máy tính để chỉnh phần mềm trong chiếc vang này. Và trên mặt nó thì nó có một cái màn hình báo tất cả thông số như là nhạc này, mic, nhại, cổng vào và chế độ là chế độ mấy khi có thể mình dùng, mình tự lựa chọn. Và chiếc vang này nó có tất cả là rất nhiều cấp độ trung ú nhá. Thì em vào phần mềm sâu nó khoảng là 4 cấp độ trung ú ạ. Đấy. Và các mốt để chỉnh vào tay. Ví dụ như bên em setup ấy thì M1 là eco gì vật, M2 là gì vật, M3 là eco. Đấy. Thì các bác chỉ cần ấn trên màn hình này xong. Đây là những tính năng đầu tiên các bác có thể nhìn thấy. Và cái tiếp theo, tại sao em nói chiếc vang này là hiện đại? Chiếc vang này có thể đọc được USB thôi nhá. Đấy. Chạy đuôi MP3. Các bác chỉ cần có một cái USB tải nhạc vào và có thể cắm chạy bình thường. Có chức năng lách bài. Đấy. Rồi là lùi bài, tiến bài. Và nó có cả chức năng như là cái phím chống ú này, đấy, chống ú ngay trên mặt máy này. Rất phù hợp cho tất cả những bác có thể là sử dụng. Và tiếp theo nữa thì chiếc vang này em nhấn mạnh một chút, nó kết nối được với rất nhiều các thiết bị âm thanh bên ngoài. Ví dụ như
đường AV hay còn gọi là rắc hoa sen đấy, rồi là cổng quang, Bluetooth và đọc được thẻ nhớ. Thì đấy là những tính năng có thể nói là cần thiết cho một chiếc vang ngày nay. Bởi vì là chiếc vang ngày nay là chiếc vang nó hai cái lối, những dòng TV không không có đường AV hạn. Thì đây là một chiếc vang chính hãng nhé. Và em nhập về thì trong tình trạng là xuất sắc này, tân mới. Đây là mã mã check của DB và công nghệ sản xuất theo công nghệ của Mỹ. USA. Và đây chính là cái tem bảo hành điện tử, và các bạn có thể kích hoạt bảo hành bằng cách cào nhẹ cái lớp lớp phủ cái sơn này. Đấy, đây là cái tem bảo hành hãng nhá. Và phía sau của nó thì nó hỗ trợ rất nhiều cổng ra. Đây bác bị gì đây? Đây anten để hỗ trợ Bluetooth, có hai lỗ mic đằng sau và cổng vào ấy thì hỗ trợ cho các bác là hai cổng AV, cổng optical, cổng quang ấy, rồi là Bluetooth. Đây cổng nữa, cổng rig rig out, tức là cổng này để cho các bác có thể là cắm âm đi hoặc là live stream. Điện áp chạy con này từ 85V đến 250, nó là nguồn sung luôn nhá. Và hỗ trợ rất nhiều cổng ra như là main RML, left right đấy, sup này, center, surround. Do vậy là một chiếc vang có thể nói là toàn diện, em nghĩ toàn diện. Thì giá mà em đang đưa ra và chào bán rất tốt cho các bác, có giá là 3.200.000 đồng là bao ship cũng như setup theo ý của các bác yêu cầu. Ví dụ các bác mà có nhu cầu dùng sản phẩm bên em, chỉ cần là alo và thông báo mic và loa nhà các bác là loa gì, thì bên em sẽ tiến hành setup về, các bác chỉ việc dùng thôi nhé, không phải làm gì hết, cắm vào mà bật điện, cắm mic hát thôi. Và nhiệm vụ chỉ có thể là tăng giảm nhạc, và có thể là nếu mic nó nhỏ tăng giảm mic đó. Thì em đã mất một buổi tối hôm qua ấy để nghiên cứu và đặt các hộp số cho con vang này hay nhất. Thì hiện tại là em đang setup một con vang này với đô la và em dùng một bộ mic Shure U19 thôi. Và nghe thấy nhất 2 3 4 5 6 7 dì vật rất sang, dì vật rất là sang, rất là sâu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và nhạc của này thì nó cực kỳ tốt. Hơn nữa chiếc van này nó chơi súp rất tốt. Đây em có thể cho bác xem phần mềm. Phần mềm nhà xuất đã tặng bác đĩa rồi, nên là rất an tâm trong quá trình mà các bác có thể là chỉ còn vang này. Thì em đã copy sẵn cái phần mềm nó ra đây rồi. Đấy. Bác chỉ kích hoạt phần mềm thôi. Và bác kích vào chỗ connect này thì nó sẽ kết nối luôn trên màn hình của cái chiếc van này. Nó có chữ là connect to PC. Thì tức là nó đã được kết nối giữa cái van này với máy tính. Thì em đã chỉnh đây. Thì với cái dòng này nó có phần nhạc, nó có tất cả là 7 cần equalizer cũng nhá. Đấy. Về phần mic của nó cũng có 10 lên tới 11 cần. Đấy. Dì vật riêng có 5 cần. Echo nó cũng 5 cần. Main out nó tất cả có 7 cần. Sâu rau của nó cũng có 5 cần. Và center cũng 5 cần. Súp nó cũng có 5 cần. Và có phần là xuất thần để cho phép bác lưu tất cả cái chế độ mình chỉnh vào trong máy, cũng như là chép cái cấu hình mà bác đã chỉnh xong ra máy tính. Thì đó là tính năng rất đặc biệt của chiếc vang này. Và bây giờ em mời các bác có thể nghe một đoạn nhạc. Em sẽ áp đúng con vang DB Autix S500 bộ đồ này với một đẩy số top BA 802 với một bộ mic Shure 92 mã, hợp lý tiền thôi. Thì bác đã sở hữu ngay được bộ karaoke số hiện đại này, rất hay luôn nhá. Nhạc của nó rất trong trẻo và tiếng mic nó trông ú rất tốt nhưng không làm méo tiếng mic. Thì đó là đang là cái đặc tính của dòng vang DB Autix mà em rất thích làm dòng vang này. Tiếng vật nó rất là sâu và sang, bác nghe tiếng rất hay luôn nhá. Em mở rất là bé nhưng mà tiếng rất là sạch.
nghe tiếng mít rất sạch sẽ nhé. Dương Vân Văn này thì khả năng chú uống nó quá tuyệt vời. Một hai, có thể cái tiếng mít em đấy là nghiêm cao. Một vài câu nữa. Giấc mộng phản cao yêu người đùa với đôi người em đang đổ chẳng cho từng ngày quá cố áo em trong cả đường về lá thư ước vọng học cho mỗi tình xanh ai đã hẹn với xe để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ ngày em tay áo hoa pháo đỏ diều lâu thì đấy là cái nội dung đó nhé. Con vàng rất đẹp, có giá là 3.200.000 đồng. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 110. Đây là một hàng chính hãng, được nhập vào nguyên khối mà chính ngạch với nhé. Anh có chào các bạn.